Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi có một cái phiên tòa phúc thẩm về vấn đề về tranh chấp về hủy hợp đồng. Thì sau khi mà tôi đưa ra những cái chứng cứ và được tòa chấp nhận với cái lý do là cái việc đưa ra những cái chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cái khách hàng mà tôi bảo vệ đã được thành công. Và thông qua cái việc này thì tôi cũng muốn đưa vào câu chuyện dân ta phải biết luật ta. Dĩ nhiên là tất cả những cái thông tin này sẽ được mã hóa. Thưa quý vị và các bạn, thì một cái câu chuyện nó là như thế này. Một người mẹ có tổng cộng là 7 người con. Thì trong cái việc mà khi mà ở chung nhà thì bà bảo với các người con rằng đứa nào xây nhà đi thì được ở chung với ta, đại khái là như vậy. Mà mấy anh chị em thì thật ra thì ai cũng nghèo cả. Thì chính vì lẽ đó cho nên một trong các anh chị em đã bỏ một cái số tiền nhỏ vào, và khi mà để mà xây dựng lên cái nhà cho ba cho mẹ tương tất thì người anh chị em đó không thể ở chung với bà được và họ đã dọn ra ngoài. Câu chuyện nó chỉ dừng lại ở đó. Thì vài năm sau thì bà sống chung với một người cháu, và vài năm sau thì một bà mất. Thì khi bà mất thì mới biết một trong 7 anh chị em là người đã có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì khi mà các anh chị em đã yêu cầu khởi kiện đến tòa, yêu cầu hủy cái hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đó, và họ cho rằng là ý chí của trong cái hợp đồng đó không phải là của bà. Thực ra thì thưa quý vị và các bạn, đi ròng rã vài năm trời cũng mệt mỏi và đưa ra những cái cơ sở pháp lý. Thôi thì bây giờ tôi chỉ nói vấn đề cơ bản. Muốn chứng minh một cái hợp đồng này là để hủy thì chúng ta sẽ chứng minh nó về vô hiệu. Vô hiệu thì chúng ta sẽ đi hai vấn đề chính. Thứ nhất là chúng ta có bị vô hiệu về mặt hình thức hay không. Thứ hai, chúng ta có bị vô hiệu về mặt nội dung hay không. Tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ vô hiệu về mặt hình thức. Thì trong cái quá trình mà thu thập chứng cứ để đưa ra cái chứng cứ viện dẫn, thì tôi đã đưa ra được rằng là cái thẩm quyền mà ký cái hợp đồng thẳng cho này là thuộc, tại thời điểm mà các bên mà ký giao dịch thì thuộc thẩm quyền của tòa án của huyện. Tuy nhiên rằng là tại thời điểm đó các bên đã tặng cho ở ủy ban nhân dân xã, như vậy là không đúng thẩm quyền và dẫn đến cái hình thức đó quý vị, nó không đúng, và nó không đúng thì dẫn đến cái giao dịch tặng cho đó là vô hiệu. Và quý vị và các bạn biết rồi, vô hiệu thì các bên sẽ hoàn trả lại cho nhau nếu trong trường hợp có phát sinh cái hậu quả. Đó là về vấn đề vô hiệu về mặt hình thức. Thứ hai là vô hiệu về mặt nội dung. Thì vô hiệu về mặt nội dung tức là trong cái việc này nó có những cái vấn đề. Tôi ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng thực tế là đây là một cái hợp đồng vay tiền mà tồn tại song song cái hợp đồng vay tiền và cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thì thấy rõ ràng là các bên mục đích là vay tiền chứ không phải là mục đích chuyển nhượng. Cho nên sau khi tòa án xem xét cái quá trình là cho vay nè, không phải ý chí mua bán chuyển nhượng nè, không phải là không có việc giao nhận nhà nè, và đã tuyên hợp đồng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà là vô hiệu. Và khi vô hiệu thì các bên hoàn trả lại cho nhau, khôi phục lại tình trạng ban đầu, có tính đến những cái phát sinh, những cái hậu quả. Thưa quý vị và các bạn, một cái để mà hủy một cái giao dịch dân sự, giao dịch dân sự trong cái việc hợp đồng chuyển nhượng hai bên mua bán, trong cái vào giao dịch tặng cho, trong một cái hợp đồng ủy quyền,
thì chúng ta sẽ chứng minh hai nội dung. Thứ nhất là về mặt hình thức, đúng không? Thứ hai về mặt nội dung. Nếu trong trường hợp một trong hai yếu tố hình thức, một trong hai yếu tố nội dung đó là không đúng, thì chúng ta sẽ dẫn chiếu về cái quy định bộ luật dân sự về vô hiệu, và dẫn đến cái việc là yêu cầu tòa công nhận, và dẫn đến cái hợp đồng vô hiệu về mặt hình thức, vô hiệu về mặt nội dung, và hủy cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho, hợp đồng ủy quyền, một cái hợp đồng, một cái giao dịch dân sự song phương. Thưa quý vị và các bạn, thì trong bất kỳ một cái giao dịch rất là quan trọng, nó có những cái yếu tố mà chúng ta cần phải xem xét. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ xem xét về mặt chủ thể. Tại thời điểm tôi ký giao dịch, tôi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ chưa? Cái thứ hai là hình thức của giao dịch dân sự. Hai bên mua bán nhà nè, hai bên mua bán đất nha, hai bên buôn bán về bất động sản thì bắt buộc phải hoàn thiện ở phòng công chứng. Thứ ba nữa là nội dung của hợp đồng không trái với pháp luật, không trái với đạo đức xã hội. Tôi bây giờ là tôi giấy tờ đất và tờ nhà là của tôi mới đem tôi bán. Chứ nếu mà giấy tờ nhà và đất mà của ba má tôi thì tự nhiên tôi đem tôi bán là không đúng. Giấy tờ nhà đất là của đất công mà tôi đem tôi bán, vậy là giao dịch dân sự vô hiệu. Về mặt hình thức, về mặt nội dung, điều kiện của hợp đồng, năng lực của người ký hợp đồng, không có gì thay đổi thì chủ thể của hợp đồng trong một cái giao dịch là người đủ 18 tuổi, có năng lực dân sự đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, trong cái việc mà hủy một cái hợp đồng, hủy một cái giao dịch, dẫn chiếu đến cái việc mà giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định của bộ luật dân sự, thì chúng ta phải đưa ra những cái yếu tố, những cái cơ sở, những cái chứng cứ cho rằng vô hiệu về mặt hình thức, vô hiệu về mặt nội dung. Và từ cái vô hiệu này sẽ dẫn đến cái chứng minh, cái điều mà chúng ta đưa ra để tòa chấp nhận cái yêu cầu của chúng ta. Như một cái giao dịch dân sự này, tôi cũng đã chứng minh cho tòa đây là một cái giao dịch dân sự vô hiệu về mặt hình thức để tòa tuyên. Sau khi chứng minh giao dịch vân dân sự vô hiệu về mặt hình thức thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu. Thì giống như hồi nãy tôi trở lại vấn đề, thì khi mà tôi chứng minh cái giao dịch dân sự, cái hợp đồng tặng cho đó vô hiệu, thì tòa án đã tuyên cái hợp đồng này vô hiệu và các bên trở lại tài sản của cha mẹ họ và sẽ chia đều cho các đồng thừa kế. Đó là một cái vấn đề mà trong cái quá trình mà đi tòa, luật sư, những người am hiểu pháp luật phải hiểu được cái vấn đề mình sẽ chứng minh như thế nào để trở ngược về ý chí tài sản chung của ba mẹ, để dẫn đến việc là chia theo hàng thừa kế. Thưa quý vị và các bạn, trong cái video chắc chắn là không có những cái bài bản, cho nên từng cái video tôi sẽ qua từng cái video tôi sẽ từng rút những kinh nghiệm, và mong rằng những cái kiến thức mà trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta gửi đến quý vị và các bạn một cách là chân thành. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi hoặc có những cái đóng góp tích cực thì xin hãy gửi lại comment để tôi có dịp trả lời cho quý vị và các bạn một cách sớm nhất và kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn.